Đố mọi người biết cây này là cây gì? Cây mát. À, dạ. Đây là cây mít, người ta gọi là mít đặc. Mít đặc là gì? Chúng tôi vừa mới trồng xong 1.000 cây xanh mới cho khu đất này. Và tôi hy vọng tất cả người dân Việt Nam ai cũng sẽ yêu cây xanh và bảo vệ môi trường nha. Yeah. Hôm nay tôi đi trồng cây và tôi được mọi người tặng cho 3 cây mít rất là bự. Có 2 trái à? Thơm quá à.